Hello cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Tú đã tới Việt Nam nhưng mà đang ở tại Đồng Nai, chỗ nhà đứa em con nhà cậu và cũng là cái người bạn từ nhỏ, hơn Tú có 1 tuổi thôi, từ nhỏ là chơi với nhau. Bây giờ thì nó vào trong miền Nam nó lập nghiệp, ra là sáng nay giờ mới tỉnh táo đi những gần 20 tiếng đồng hồ quá cảnh tại Hàn Quốc đấy cô chú, xong rồi chờ 3 tiếng đồng hồ nữa thì 12 rưỡi mới là bước chân 12 rưỡi đêm mới bước chân ra khỏi cửa sân bay thì về đến nhà ăn đêm rồi là về đến nhà hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Bây giờ dậy mới quay cho cô chú quay này. Đây, em đang ở trong Đồng Nai này, cuộc sống rất là yên bình luôn. Cái cảm giác mà khi mà mình đặt chân từ từ trên sân bay mà xuống tới Sài Gòn á, là mình đã thấy nó nao nao trong lòng, nó làm sao á, cái cảm giác mà người chỉ có những người xa quê thì mới hiểu được cái tâm trạng đấy, nghĩa là mỗi người một cái tâm trạng, nhưng mà cái cảm giác giống như là của em á, là nó lôn nao, nó hồi hộp và nó xao xuyến, giống như mình đi một cái chặng đường rất là dài như thế, mà khi mình đặt chân tới Sài Gòn thôi là tới Việt Nam rồi đó, là tự dưng mình khỏe đấy, đến giống như là cái liều thuốc tinh thần đấy. Và bây giờ cái cổ họng của em nó bị viêm họng, bị cảm. À, Sài Gòn thì rất là mát mẻ và ấm áp. Em đang mặc quần áo cộc tay. Cô chú nhìn thấy cái cây kia giống như cây sake luôn đó cô chú. Hay chưa? Cây sake. Thì đứa em của Tú thì nó có kinh doanh gạo sạch. Bây giờ em nó cũng có nhiều cây cây cối lắm. Cho cô chú quay hoa 10 giờ này. Đây không phải hoa 10 giờ mà đây gọi hoa gì em quên mất rồi. Cũng rộng một trong những cái dòng hoa 10 giờ. Còn đây gọi là hoa loa kem đó. Đây là mấy cái cây này, cây này để trồng trong nhà đó. Nếu mà cô chú anh chị nào ở gần thì ghé xăm tiệm của em nó để ủng hộ nhé. Gạo nó có xì và lẻ luôn, phân phối xì và lẻ nhiều loại gạo ngon lắm cô chú ạ. Này gạo dẻo này, thơm của Thái này, gạo thơm Lài này, ôi đủ loại luôn á, gạo hương Lài này, gạo thơm Đài Loan củ này, Hàm Châu này, trời ơi, không ngờ nó có nhiều loại gạo vậy. Ở Seri Lò Xốp à, Làng Hoa này, có giá ở trên đây luôn này, nhiều lắm cô chú ơi, chỗ này mấy chục loại gạo luôn đấy cô chú. Gạo ăn rất là ngon luôn cô chú ạ. Có cả tiêu. Cái này cái gì đây? Không biết cái này là cái gì, muối à? Muối. Muối tinh. Iốt ạ. Ai mà thiếu chất iốt gây biếu cổ là phải bổ sung thêm cái muối đó. Bông lúa vàng, lúa rất là nhiều luôn, gạo nhiều lắm cô chú ơi. Nhiều giống lắm. Ôi giời, nhiều thế. Bên này nữa này. Thơm Hà Nội này, ngon lắm, gạo ngon lắm cô chú ạ, nhiều lắm. Đây gạo Tây Bắc có luôn, gạo này gạo gì không biết luôn ạ. Lép cẩm này, nước tim này, huyết rồng này, cái huyết rồng ấy màu nó tươi hơn. Gạo này gạo gì đâu biết. Gạo lép này, lép này là lép cái hoa vàng ấy, của miền Bắc ấy, ngon lắm luôn cô chú ạ. Cái này là mà làm bánh chưng hay làm cơm rượu á, lép Hà Nội này thì quá ngon. Giờ nó ra nhiều loại quá, lép Thái, lép bồng ngỗng. Này là em nó trang trí tiểu cảnh, ôi trời nhiều lắm. Cây mai, mai này là quanh năm không bao giờ tan. Đẹp chưa? Đàn hàng rộng lắm.
cây, có cả mắm tôm. Đây là mai thật đúng không Trang? Ôi bên này là không, bên này là lan, quá trời lan, là lan thật luôn mà nhìn giống như lan giả luôn đó. Bông hoa, lan. Có máy xay sát luôn, đủ thứ, đủ chủng loại luôn của chú. Đây này của chú, nhìn cái bàn thần tài này, có cái trái bưởi này em thích luôn đó. Đây là bưởi da xanh. Vẫn đây là nhờ, xin phép ông thần tài cho con quay. Đây là xoài cát Hòa Lộc nè. Sẽ có xoài cát Hòa Lộc review cho con chú. Bánh chưng. Đã thờ ông thần tài. Đây cái tiểu cánh mà giữ em nó sắp xếp này. Cô chú nhìn này. Cánh. Đẹp lắm. Nhỏ nó liền. Cánh ở trong nhà. Ở trong này là nước, có một cái khoản non bộ nhỏ nhỏ, rất là đẹp. Có cá. Có cá luôn. Con cá nhỏ xíu này. Có hai con. Có hai con. Cảm giác rất là đẹp lắm. Về nhà nó là đúng chuyên ngành của mình luôn cô chú ạ. Sáng sớm ra đã được ăn món bún bò Huế. Cái mùi thôi là đã thấy thơm rồi. Đó, cái đĩa rau ở ngoài trường mọi người. Đấy. Quá ngon luôn. Làm tí tỏi lên. Ừ đúng rồi, cho tỏi cho giải cảm. Đúng món yêu thích của tớ. Đây nữa kìa, cho chị tiếp cho hai đĩa rau khao hồ ăn. Về tới nhà là đúng rồi, không còn gì bằng rồi về tới nhà. Đây là cái mâm cỗ của người miền Bắc. Là một Tết tới là phải có cái hành hành muối này, rồi có giò giò lụa này, rồi phải có thịt đông. Phải thịt đông không cháu? À, cái này cái gì? Giò thú à? Đây phải có thịt đông này, có rau này. Đây là đúng mâm của người miền Bắc đấy. Bánh chưng này. Bánh chưng cái này cái gì con? Giò bò. Giò bò đấy, người miền Bắc là ăn Tết là như thế này luôn. Rồi có cái một cái món nữa là một miến đúng không? Miến nấu với lại măng. Đó, món cổ truyền luôn đó cô chú. Được cái mấy cái bát đó rất là xinh. Bát gốm sứ nhìn đẹp lắm. Xem là mua ở đâu. Bát Tràng của chú nhá. Đi về Bát Tràng Hà Nội là mua mấy cái bát này về. Rất là đẹp, rất là xịn. Xịn xò. Đây là cái bộ chén. Bộ chén này rất là xịn xò luôn cô chú ạ. Giá của nó là khoảng là 100 đô la Mỹ đấy. Rất là đẹp, tinh xảo lắm. Nhìn thích lắm luôn. Gốm, bình gốm, hoa rất là đẹp luôn. Em nhìn em mê. Mê lắm. À đây nè. Cái này rất là hay, cái này là bưởi năm roi. Đó, về một cái em cô gọt cho bưởi năm roi nha. Bưởi năm roi này nó chưa có vàng, nó chưa có chín hẳn, nó nặng tay lắm. Nhưng mà đặc biệt là cái bưởi năm roi này nó có cái vị chua. Bưởi năm roi là phải có vị chua nhá. Nước rất là nhiều, nước nhiều và có cái vị chua, chua ngọt. Đó. Hôm trước là em có được một cái cây bưởi năm roi nó đúng trang, nhưng y chang là cái vị như vậy, nhưng mà tại vì mình chưa ngày nhỏ ở Việt Nam á, chưa có tìm hiểu nhiều về cái bưởi này thì nghĩ rằng là cái bưởi người ta bán đô giảm cho mình nó bị chua, nhưng mà thực ra bưởi năm roi nó phải có vị chua, chua ngọt. Đó. Cái múi bưởi này có cái tép bưởi rất là đầy đặn, nước nhiều lắm. Trái bưởi đây, trái bưởi nặng tay đúng rồi, y chang luôn. Và bữa đó cái cô nào tới mua được cái cây bưởi đó của Tú là đúng y chang 100% là bưởi năm roi nhá. Bưởi năm roi nó có vị chua của chú nhá. Mà nếu mà ai muốn ăn bưởi năm roi á thì mua cái bưởi ruby của Tú ấy. Vừa cái vị giống y cái bưởi ruby Tú đang bán á. Là cái thịt nó hồng mà nước cũng như thế này luôn, nhưng mà nó có màu hồng, cái vị y chang bưởi năm roi luôn. Đó cô chú ạ. Thôi em đi ăn đây. Tí nữa em lại tiếp tục chương trình cho cô chú anh chị và các bạn nhé. Tiếu là tiếu gì? Wow! Oh my god! Chết nữa là đụng nhau rồi, mất hồn luôn ấy. Thank you.
thế vừa không cho người ta vào cái chợ này nó đông vui nhộn nhịp. Ui sữa kìa không mua, ui giờ đó cho chẳng mua mấy quả mặn không ý rồi. Lại mua mấy quả mặn nhá. Hay mùa đông. Lấy 2-3 trái thôi, tớ sang tớ mua cái quả mận. Oh my god, có cây khế đẹp chưa? Cây khế có trái luôn. Rau này chắc là rau. Đấy, rau. Anh ơi, mận gì đấy anh? Bán 25 ngàn đấy, em cho anh số hết 15 ngàn đấy. Mận An Phước. An Phước à? Cho lấy số à. Thế còn mận này mận gì ạ? Đây mận cá. Ok, đây. Hai cái là bằng giá nhau hay sao? Đồng giá đây, cắm biển đây em, nhìn biển rồi anh có được 15 ngàn đấy. Lấy một thứ một ít. Em là 40, 60, cái này cái nhất cũng này luôn à. Bạn An Phước là ai? Bạn An Phước này bà con ơi. Cái này tính gắn lột này. Bây giờ chọn làm sao à, để em mà biết nó ngon đây. Oh my god. Rồi cái này của em là 60 rồi, 60 cái này 33. Hè, đây là cứ quà nào tặng tay ta lấy nha. Ba với ba này, 116 này, 116, quả này dập thế nhỉ? 116 với này lấy 15 này. Cha rồi sao lại quả này dập thế? 131 hả? Ôi trời, con biết chọn không? Mua dưa hấu đi nhỉ? Thôi đừng mua dấu, con mua này nè. 15 ngàn. 15 ngàn luôn rồi, 2 ngàn dưới này, 153 là 168 rồi. Cái này lấy 15 ngàn. Mận An Phước. Lấy nhiều không? Bán được kiếm gì? Anh ơi. Em tính đúng vốn chị 14 ngàn, 140 ngàn. Em lấy còn 13 ngàn đấy. Em lấy chị 1 ngàn tiền xe. Anh. Không có sai chị cho chị sang công hàng luôn. Mận đá, mận đường đá. Tính tiền em có này luôn chứ. Chị ơi, chị đứng qua bên này đâu. Không, cái này là hàng to, không phải là hàng bán. Ơi, ít rồi còn ăn quả khác. À, thế thôi. Có mua hai trái mua sữa. Lấy thêm cái túi. Mấy đứa qua đâu mua mà. 15 ngàn ai có gì lấy đây em bán để mang gì rồi. Không, cho riêng đây nó dập. Sữa có 15 nghìn. Thôi đừng. Quyết bao ngàn bác ăn mấy cái này. Cái này chỉ 2 kg 30 này. Vũ sữa tím ngon quá. Không, nó không ngon mà vũ sữa bơ được. Lại thế nữa, thế thôi mua ít thôi. Rồi, thôi được rồi. Em cắt cho 3 ngàn này. Bữa là bác muốn lên bán cháu chạy xe đạp về đây cháu mua mấy ngàn ký. Mua gì con? Bán ký cho bác. 25 ngàn đấy. Rồi bán 25 ngàn đấy. Sửa em lấy 2 nhưng gần 20 ngàn rồi. Số hết rồi.
em đóng cái biển lên sửa anh ơi, đóng cái biển lên đóng sửa đồng giá được 35 ngàn. Đây có tiền này cá chưa? Đây có tiền đây rồi. Đây này có đúng 35 ngàn này. Qua giờ cửa bốn có chỉ 15 ngàn. Con treo hải xe đi, hải xe đi đây. Cây bán cây luôn. Chợ rất là đông vui. Hoa này. Bông quế trắng của còn bông cúc này đẹp nha. Thôi bây giờ đi về. Mặc quần áo này. Ôi giời cao. Cao không chạy. Bác này bán cái gì để bán nấm à? Mùa này là mùa cắt chu chứ đâu phải cắt Sài Gòn hả? Cắt đấy cắt chu. Nhưng nhìn làm sao biết là cắt chu hay cắt Sài Gòn? Cái quay hoàn lọc nó to, nó đẹp hơn. À. Đây này thì trung tâm đây thì ngon hơn. Tại tiếng vuông. Trái cây quýt này. Sabo che. Dừa này. Rồi. Good. Cái món khoái khẩu của em đã có mặt đó là vũ sữa hoàng kim à Bill. Cái này 70 ngàn này, cái này 40 ngàn này. Cái này là cái chưa ăn được, cái này thì mai. Cái nào ăn được luôn chị ơi, giới thiệu em luôn đi. Vàng hết này. Ở vàng chóe luôn đi. Vũ sữa nó phải mềm nó mới ngon. À. Còn nó cứng thì chưa ăn được. Tại sao lại có một cái dài và một cái tròn vậy chị? Em ơi, đây là do cái trái nó ra được quá trình người ta bọc á. Vâng. Chứ không có vẻ là hai giống khác nhau đúng không? Đúng rồi, không. Vâng. Không phải là giống khác nhau. Chị ăn thì chị thấy cái nào ngon? Cái vũ sữa của quê ta ngon hay là cái vũ sữa loại mới thì ngon? Cái loại này là ngon rồi em ơi. Này. Vậy. Cái loại này là loại đặc biệt nhất này. Vâng. Đấy. Xong đến cái loại này còn mấy cái loại mà bán thông thường ở kia thì nó đâu có ra gì. Vâng. Thấy đấy. Lạ quá. Lạ. Cực mắm luôn. Vậy nha. Cứ trái bự mình lấy là ngon đúng không chị? Hên quá, em đang muốn thử ăn cái này đấy. Trái bị nứt rồi. Nứt rồi thì bác giấu đi chứ ai để đấy. Cái đó để kệ thôi. Cũng có người ăn nhưng nó không có vấn đề.
Vâng. Cái này em cứ tra ở trên Google mà coi xem hoàng kim nó bao nhiêu tiền một ký. Vâng. Trời ơi nó bị nứt rồi. Trái này to này Mai Trang ăn này. Đó, ngon đó. Hôm nay là ăn trái cây trừ cơm. Quá trời trái cây rồi. Mình đã về xuân đá lên là chị ăn quả này không? Chị nó cũng giống kia thôi, ăn loại kia được rồi, quả ăn chưa chứ. Đúng rồi đó mẹ. 1 ký 2, 2 ký 2, 2 2 2 2 ký. 2 ký 2. Bao tiền chị? Này cho cái tiền 100 27 14 27 14 154. Đúng ý mình rồi. Hay quá, ở đây được không? Vàng chóe, nó còn bé nó mặc đồ vàng chóe. Cô chú ơi, tổng thiệt hại chỗ này là rơi vào khoảng là 400.000 tiền Việt Nam, là 20 đô. Có xoài cát chu nhá. Xoài cát chu này. Rồi xoài cát Hòa Lộc luôn. May quá, đi vào Sài Gòn miền Nam thì mùa này là cái mùa trái cây. Trái mùa nhưng mà vẫn có trái cây để ăn. Còn đây là mận An Phước, là một trong những loại mận mà bà con nhà mình rất là thích. Này, tí em sẽ ăn thử. Rồi đây là cái mận đá đường. Đường đá gì đấy, người ta nói vậy. Còn táo này. Khế là quan trọng nhất là vũ sữa bằng kim và vũ sữa tím. Nguyên một mẹt lên, thì kiểu tối nay là không ăn cơm luôn. À nhà ơi, bây giờ em mới đi chợ về. Sẽ review cái trái mận đá đường cho cô chú quay. Giờ nói không ra hơi luôn cô chú, khản hết cả cổ. Trái dẹp dẹp nhưng rất là lớn. Chắc thịt nhưng mà bị chát, tại vì là mua nó phải trái non. Cái loại này mà chín đều thì ăn rất là ngon. Thì chắc lắm. Khứa khứa khứa. Có cái bị ngọn độc đà nhưng mà tại vì nó non nên nó bị chát. Ăn vẫn ok lắm cô chú ạ. Trái lớn. Còn đây là cái em An Phước không hạt, ăn rất là ngon luôn. Qua này ăn thử miếng. Ăn cái gì lại nấy ăn, ăn đi. Cái này nó không có vị chát, dù nó chưa có chín đậm nhưng mà nó chưa có vị chát, nó có cái vị ngọt rồi đấy, để chín đậm tí nữa thì ngon. Còn cái bạn này thì là bị chát này, phải không chị? Dạ. Giờ ăn sang vũ sữa hoàng kim, cái loại này. Quán nào ăn được đây? Bây giờ giúp bác đi lấy cái thìa. Dạ. Thắm một mẹ. Cô chú ơi, vũ sữa hoàng kim chín rồi. Tại vì hôm nay em bị cảm nên là em cái khứu giác của em nó không có hoạt động nên em không ngửi thấy mùi gì hết. Nhưng mà em vẫn thử. Để cho bác thử trước. Lấy cái thìa con thử đi. Sao không không? Con muốn ăn gì con lấy đi con ơi. Rất là ngon cô chú ạ. Nó không bị chát, nó ngọt ngọt thanh mà ăn giống như là mình xúc cái gieo lì đó, hay là gọi là cái thạch đấy, miếng thạch đấy vào miệng. Cái này mà để tủ lạnh ăn rất là ngon. Còn em sẽ thử sang cái quả vũ sữa tím. Vũ sữa tím và vũ sữa xanh nó ăn thì giống nhau thôi, thì em mua đại diện là mua vũ sữa tím. Thử
thử miếng vũ sữa tím nha. Vũ sữa tím ăn cũng rất ngon, nhưng mà vũ sữa tím nó có cái gọi là nó có cái gì nhỉ, cái nhựa này, cái nhựa nó phun ra rồi đây, nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Mỗi cái nó ngon một kiểu, rất là khó so sánh cô chú ạ. Nhưng mà những cái loại trái cây nhiệt đới này thì đáng để nên trồng, vì bây giờ mình mọi thứ so sánh đều là khập khiễng mà đâu có so sánh được đâu, rất ngon. Cái sữa tím á, khi mà mình ăn vào cái phần màu trắng trong á thì nó sẽ sần sật giống như là mình ăn miếng gân bò đó. Còn cái vũ sữa hoàng kim này thì nó trắng trong luôn, giống như là mình ăn rau này luôn. Nó ngọt khác, nó có một cái vị thơm, nhưng mà tại vì hôm nay em bị cảm nên là em bị mất khứu giác rồi, em không có cảm nhận được rõ ràng, nhưng mà nó lại không có sần sật, cái miếng vào nó đều lắm, nó tan đều lắm, giống như mình ăn ăn miếng thạch mà nó ngọt mát, ngọt mát, cái vị ngọt của nó giống như là mình ăn cái mía tím đấy, đúng như vậy luôn. Còn cái vũ sữa tím thì nó sẽ ngọt ngọt gắt hơn một tí, nhưng mà mình ăn cái vũ sữa vàng thì nó ngọt mát giống như là mình ăn ăn cái mía tím ấy. Hai loại này là rất là để đáng cho cô chú trồng. Mỗi loại trái cây cũng có một vị ngon riêng, khó mà so sánh lắm. Ai mà hỏi em là cái loại nào ngon nhất thì em bó tay luôn, loại nào cũng ngon. Ngon. À, ăn đi con, để bác nấu cho. Không còn ăn đâu. Tại sao? Tại vì con sữa. Này em đã ăn xong hai trái vũ sữa, còn đây là một cái là xoài cát thỏa lộc, thì nó sẽ dài hơn, còn đây xoài cát chu. Xoài cát hoặc là một xoài cát chu thì sẽ ăn thử cái trái nào chín rồi thì ta. Chú Tuấn ăn thử đi, đây là xoài cát chu này, thử miếng. Có ăn xoài không? Ai mà muốn đi ăn trái cây thì nên vào miền Nam, miền Nam là cái xứ sở mà các nơi tập trung vào á, trái cây gì cũng có. Nên là trước lúc em ra miền Bắc, ngày mai em ra miền Bắc rồi thì là hôm nay em sẽ đi ra chợ cùng với đứa em con nhà cậu á, mua một đĩa một trong những cái loại trái cây mà mình thích nhất, mà may quá, tưởng là vũ sữa hoàng kim không mua được, nhưng mà làm sao lại may có mua được vũ sữa hoàng kim luôn á. Hên chưa cô chú? Một bên là cát chu, một bên là cát hòa lộc. Thử miếng cho tôi quay xem là hòa lộc nó ngon kiểu gì, mà các bác cứ hỏi em có cây hòa lộc không. Cái hòa lộc này thì nó có vị thơm đặc trưng của xoài, và nó không có sơ, tan mềm, ăn giống như là những cái xoài thái khác, giống như là maha cha lốc này, hay là nó ăn giống như kerry, ăn giống như xoài kerry, kerry mango hay glen. Đó. Nó thơm. Ngon. Còn đây là xoài cát chu. Cái anh cát chu này cũng không phải là dạng vừa nhé. Ăn em cảm giác là cái xoài cát chu này đậm đà đấy, hay là chắc là do cái trái xoài. Do trái xoài cát hoàn lộc nó còn xanh. Nó sao chứ cái vị ngọt của nó không bằng cái xoài cát chu này đâu, nhưng mà có vị thơm, hai cái đều có vị thơm. Mà nói tóm lại là nếu mà mình mà ví dụ như là mình không có xoài cát để mình mua thì mình có thể lựa chọn sang Glen hay Kerry hay là Maha Chanoc nếu mà muốn ăn cái dòng xoài chín không sơ đấy, vì bây giờ người ta nhân giống ra rất là nhiều loại xoài rất là ngon luôn, giống giống mới bây giờ.
thì em thấy nó cũng không có gì là quá xuất sắc. Nó ăn giống như xoài Thái và nhiều loại xoài Mỹ nó cũng có cái flavor, cũng có cái hương vị như này rồi. Nhưng mà nói chung là xoài cát Việt Nam của mình là thuộc dòng xoài ngon. Đó. Đây, nguyên một đĩa trái cây của chú. Con ăn cái đấy thì để bác đi rửa cho. Gia đình đã ra ngoài vườn cắt được một rổ rau. Rồi đây tỏi đây. Tỏi đã bốc sẵn rồi, đây là rau răm. Rau thơm luôn nhỉ. Rau răm lẫn rau thơm. Ăn là phải ăn như này, nguyên một cái thau to như này thì mới được. Quá loạn. Rau này là rau muống đá tre. Rất là giòn. Đúng rồi. Cắt được ngoài vườn. Mà non chẹt luôn, của nhà trồng được. Chuẩn không phải chỉnh. Rau sạch. Ôi bên này là dừa vừa nãy này. Em đã được uống nước dừa rồi. Cái nước dừa hai cái trái khác nhau, cây dừa lửa và cái là dừa xanh, nhưng mà đều ngon hết cô chú ạ. Đi vào miền Nam là sướng nhất là ăn trái cây. Đấy. Không thiếu thứ gì luôn. Và hôm nay chủ nhà giết gà đại khách. Rau muối xào. Một rổ rau muống mà bây giờ xào ra được có từng đây thôi đấy. Rau ngót này. Con gà to thật luôn. Chấm. Cô chú ơi, bây giờ em review cam sành nhé. Cam sành là nước rất là nhiều và có hạt. Đặc điểm là cắt ra nó màu cam như vậy đó, da xanh. Bây giờ em sẽ ăn thử một miếng cho cô chú coi xem là nó làm sao nhé cô chú nhé. Đây nè, cô chú nhìn nè. Có cái vị chua chua, ngọt ngọt. Mà hôm nay cái cổ họng em nó bị khàn quá rồi, thế nên ăn cam là chuẩn luôn. Đúng bài thuốc chữa dân gian của mình ấy. Cam vào cho nó đỡ bị rát cổ. Cái này chua chua còn ngọt. Ăn cũng bình thường thôi chứ cũng không có gì nổi trội cả cô chú ạ. Thank you cô chú anh chị và các bạn. Em sẽ có thêm chương trình cho cô chú anh chị và các bạn.